Sóc Quà TV xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2021. Mình muốn chia sẻ cho các bạn một ít về dòng Mãn Thiên Hồng. Đây là lời đề nghị rất là nhiều người bổ rằng là mình đi sưu tầm về cái Mãn Thiên Hồng. Thực tế ra là mình rất là ngán, bởi vì là Mãn Thiên Hồng nó có ngòng rất là dài, vận chuyển nó rất là dễ bị hư hại. Nên mình cố gắng lựa cho các bạn những cây nó khỏe mạnh nhất này. Mình muốn chia sẻ một chút xíu để cho các bạn dễ hiểu nhé. Mãn Thiên Hồng đó chính là cái dòng này là người ta không có bán hàng cắt ngòng. Không bao giờ Mãn Thiên Hồng người ta bán hàng cắt ngòng nhé. Nếu có bán hàng cắt ngòng thì hầu như đại đa số là hàng Trung Quốc. Mà bên mình thì không có bán hàng Trung Quốc. Mình muốn là sưu tầm những cây khỏe mạnh giống Đài Loan cho các bạn. Nên vì vậy mà cái hàng mã này người ta chỉ xuất vào cái dịp Tết này hoặc là những ngày lễ. Và những cái cây nó có ngòng, trong đó hàng Mãn Thiên Hồng người ta không có xuất hàng ngòng. Nên vì vậy mà các bạn hết sức thông cảm giúp mình khi vận chuyển những cây nó dài như vậy nhé. Nó rất dễ là bị hư hại. Mình sẽ cố gắng đóng hàng thật là cẩn thận giúp cho các bạn. Thì một chậu Mãn Thiên Hồng này bên mình bán với giá là 180.000 một chậu và chưa tính ship vận chuyển. Phí ship là 40.000. Nếu các bạn mà mua 10 cây thì mình sẽ bao ship cho các bạn. Mình sẽ nhắc lại, đây chính là những cây Hồ Điệp Mãn Thiên Hồng. Đây là hàng Đài Loan. Nên vì vậy mà cái cốc của nó sẽ không có chữ là Made in China. Nên các bạn cứ yên tâm ở bên mình. Mình sẽ chỉ bán hàng Đài Loan mà thôi. Tuy giá nó có hơi cao một chút xíu, nhưng mà chúng ta được lại là bảo vệ được cái quyền lợi cho các bạn. Đó chính là cây hàng Đài Loan. Và cây ít nhất phải được 3 cặp lá. Và cây có 2 ngòng. Cây nào cũng vậy, có 2 ngòng nhé. Hôm nay mình sưu tầm được khoảng 100 chậu Hồ Điệp Mãn Thiên Hồng này về để chia sẻ cho các bạn. Và đây mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là hai cây Hồ Điệp Mãn Thiên Hồng đây nè. Nó cũng trồng từ cái lô này, nhưng mà mình trồng hai cái cây này cách đây từ 4 tháng rồi. Và khi mà mình mua về nó cũng có một cái ngòng như thế này nè. Nó cũng có một cái ngòng như thế này, giống như các bạn này này, những cái ngòng này. Sau đó mình cắt đi và mình trồng lại. Và em đã tiếp tục ra thêm một cái ngòng mới. Hàng Mãn Thiên Hồng này nó rất là hay, đó chính là nó ra bông quanh năm suốt tháng. Và cái bông của các em đấy, các bạn về trưng có thể là những em này trưng được khoảng độ nào được 3 tháng nó mới tàn bông. Nhưng mà đối với những cái cây mà do mình trồng thuần như thế này này, nó bám nó thành chậu, cái rễ nó đã bám nó thành chậu như thế này này, thì những cây Mãn Thiên Hồng nó bông nó bền khoảng độ là được 5 tháng. Đây cũng vậy này, chậu này thì mình trồng bằng than. Cái chậu này thì mình trồng bằng vỏ thông. Mình thấy vỏ thông không tốt bằng than, bởi vì than nó ra rễ rất là nhiều các bạn này. Đó. Và Mãn Thiên Hồng có một cái hay như thế này mình muốn chia sẻ thêm với các bạn này. Mãn Thiên Hồng đó chính là cái loại lan mà vô địch về cái độ bền trong dòng họ lan. Nếu mà nói về hoa lan đấy thì là Mãn Thiên Hồng là nó có độ bông lâu tàn nhất, 5-6 tháng mới tàn. Và cái thứ hai đó chính là tuổi thọ của cây Mãn Thiên Hồng nó rất là cao. Nó rơi vào khoảng từ 20-25 trở lên đấy các bạn à, không có ít đâu, 25. Nên vì vậy mà cái cây nó sẽ gắn bó với chúng ta một thời gian rất là dài. Vì vậy mà chúng ta phải sưu tầm những hàng Đài Loan để chất lượng nó tốt nhất, bông nó ra nhiều nhất và ngòng nó sẽ dài nhất. Còn hàng Trung Quốc thì chúng ta trồng mua nó giá rẻ để phù hợp với những bạn nào mà không có điều kiện kinh tế thôi. Nếu còn đâu mà các bạn mà thực sự yêu thích về cái dòng Mãn Thiên Hồng này thì các bạn nên sưu tầm là hàng Đài Loan là tốt nhất, bởi vì mình gắn bó với nó 20 năm, trên 20 năm. Nên vì vậy mà có mắc hơn 10-20 ngàn đến chăng nữa thì chúng ta cũng nên ưu tiên hàng đầu là đặt chọn những hàng Đài Loan là tốt nhất. Mình rất thích Mãn Thiên Hồng. Bản thân cá nhân mình không biết là đối với các bạn như thế nào, đối với bản thân mình thì là mình có hai cái dòng lan là mình yêu quý nhất ở trong vườn mình. Nếu mà cho dù không còn có sự lựa chọn đến chăng nữa thì mình cũng chỉ trồng hai cây lan, đó chính là một là Mãn Thiên Hồng, hai là cây trắng Hồ Điệp trắng V3. Đó chính là hai cái loại mà cây mà mình yêu thích nhất và không bao giờ mà mình bỏ rơi hai em này. Mình muốn trồng các em này nên vì vậy mà mình luôn luôn sưu tầm những cái cây mà hàng Đài Loan chất lượng cao nhất để nó gắn bó với mình một thời gian dài nhất có thể, hết cái tuổi vòng đời của em này mà thôi. Mãn Thiên Hồng thì có hai màu chủ đạo chính, đó chính là một là cái màu như thế này, hai đó chính là cái màu hồng sọc. Màu hồng sọc thì đã là cái cây mà rất là xưa và rất là ít trên thị trường hiện nay. Cái đại đa số trên thị trường hiện nay đó chính là cây Mãn Thiên Hồng nó có một màu là màu như thế này các bạn nhé. Và nếu như mà cái cây mà nó có một cái màu như thế này mà cái lá của nó là cái lá màu trắng đấy thì đấy là chính là cái cây Hồ Điệp mini. Và cây Hồ Điệp mini đấy thường thường nhiều người shop người ta bán hàng, người ta không có tâm, người ta lạm dụng vào cái việc yêu thích Mãn Thiên Hồng. Người ta hay nói là Mãn Thiên Hồng nhưng mà thực tế là không phải.
mình muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có một cái sự lựa chọn đúng đắn nhất và không có bị mua hàng, gặp những trường hợp bị người ta lừa gạt. Mãn thiên hồng là thường thường lá nó phải là màu tím như thế này các bạn nhé. Nó có những cái chấm lá này đây các bạn này. Đó, đấy là có những chấm lá tím tím như thế này này. Và cái mặt bông nó phải như thế này thì mới được gọi là mãn thiên hồng. Còn những cây mà có cái mặt bông như thế này mà lá nó màu trắng hoặc là màu xanh ấy, giống hồ điệp ấy, thì đấy chỉ là cây hồ điệp mini hay thường gọi là tiểu hồ điệp ấy, là cây đấy không phải là mãn thiên hồng nhé. Đó, mãn thiên hồng nó có một cái màu lá như thế này, nó hay màu xỉn xỉn, nó đậm đậm lại như thế này. Đó, còn khi các bạn mà mua hàng bên mình thì mình sẽ bảo hành cho các bạn, đó chính là cây là ít nhất phải được 3 cặp lá và ít nhất là phải có 2 ngồng. Và thường thường một ngồng thì nó ra rất là nhiều bông. Nó ra rất là nhiều bông, các bạn thử đặt tưởng tượng xem cái cây mãn thiên hồng này của mình trồng thuần này, nó ra được 2 ngồng này, và trong thời gian tới nếu mà nó ra cây mà khỏe mạnh thì cái em này sẽ ra maximum cũng phải được gần 100 bông. Gần 100 bông này các bạn nhé. Gần 100 bông cái bông mãn thiên hồng này luôn. Nó rất là khỏe, sai bông, ra bông quanh năm suốt tháng. Nên vì vậy mà các bạn ở trong vườn không có lo rằng là nhà mình là không có bông. Đó, các bạn thấy không? Bông rất là đẹp. Rất là đẹp. 180.000 một chậu nhé. Hàng mãn thiên hồng là ít khi người ta xuất cái hàng cắt ngồng. Mình cũng muốn bán hàng cắt ngồng nhưng mà sưu tầm mãi không có. Nhà vườn chỉ xuất những cái hàng mà đã thành phẩm như thế này mà thôi. Nên vì vậy mà nó vận chuyển nó rất là khó khăn đi chứ. Rất là khó khăn. Thực sự là mình rất là ngán cái dòng có ngồng này, mình không có thích bán. Và các bạn đã đặt mình và bổ mình sưu tầm cái dòng mãn thiên hồng này rất là nhiều, và mình cố gắng chỉ sưu tầm được những cây như thế này thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sốc Cò TV của mình nhé. Trong quá trình chia sẻ còn cái điều gì mà thiếu sót hoặc là chưa đúng thì các bạn hãy comment góp ý giúp mình. Còn nếu mà các bạn thấy mà kênh Sốc Cò TV của mình đem lại cho các bạn những cái kiến thức trồng lan, cái cách phân biệt lan, mua lan không có bị lừa gạt, bên mình bán hàng ok, thì mong các bạn hãy chia sẻ cho thật là nhiều người biết tới kênh của mình nhé. Bởi vì cái gì tốt đẹp thì chúng ta luôn luôn muốn chia sẻ. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.